xin chào tất cả các bác, xin chào tất cả các khách hàng của hợp tác xã Gia Phúc Sen. Em xin tự giới thiệu, em là An, nhân viên của hợp tác xã Gia Phúc Sen. Hôm nay sẽ giới thiệu tới các bác bộ ba dao trồng dính của hợp tác xã Gia Phúc Sen các bác nhé. Bộ ba dao này là một trong số những cái bộ dao mà hot nhất, trồng dính hot nhất trong thời gian vừa qua. Thì em có kết hợp lại và em sẽ giới thiệu tới các bác bộ ba dao này. Thì bộ ba dao này thì sẽ gồm có một dao thái lọc này, một dao chuyên thái bản vuông và một dao chuyên để chặt gà vịt đó. Thì mẫu mà thái lọc ở đây thì nó sẽ là mẫu C G17TDD các bác nhá, là mã là G17TDD. Còn mẫu dao thái ở đây thì là mã là G03TDD. Còn mẫu chặt xương thì mã của nó sẽ là CG03TDD. Rồi, bây giờ thì em sẽ giới thiệu tới các bác lần lượt các mẫu dao từ trái sang phải ạ. Đây, mẫu G17TDD. Đây ạ. G17TDD. Lưỡi dao thì là dài 20cm các bác nhá. Đây. Lưỡi dao là dài 20cm. Phần bề rộng của lưỡi dao ở đây thì nó sẽ rộng vào khoảng 4,5 đến 5cm. Độ dày ở đây thì nó sẽ dày vào khoảng 1,5 ly. Đó. Đó, đánh chống dính một mặt, còn một mặt là một mặt này là mặt nhẵn các bác nhá, mặt trơn. Ba mẫu này đều là mẫu đánh chống dính một mặt. Rồi, ok. Mẫu này là mẫu chuyên để dùng để thái lọc rồi. Thái lọc này và gọt. Đấy, gọt rau củ cũng được. Đó là mẫu dao thái lọc. Tiếp theo mẫu số 2 ở trong này đó là mẫu G03TDD. G03TDD. Lưỡi dao thì nó sẽ dài vào khoảng là 20cm các bác nhé. Dài vào khoảng 20 và bản rộng ở đây thì nó sẽ vào khoảng là 7cm. Đó, rộng khoảng 7cm. Một mặt thì đánh chống dính, còn một mặt ở đây thì sẽ là trơn. Đó, mặt ở đây sẽ là trơn. Cán dao là gỗ cẩm chỉ, khâu bằng đồng đỏ, chốt đinh cũng bằng đồng đỏ luôn. Sống lưng của dao ở đây thì nó sẽ dày vào khoảng 1,5 ly, thiết kế chuyên để thái. Mẫu này là mình dùng để thái thịt này, thái rau củ đều ok các bác nhé. Dao chống dính nên là rất là được nhiều các bác ưa chuộng. Đó, rất là chuộng mẫu này bởi vì là các bác thái thịt bò này, này kiểu thái thịt bò, thái thịt mỏng ấy, thì nó hay bị dính trên dao ấy, thì dùng cái này ấy, thì nó đỡ bị dính hơn đó. Bởi vì là đánh chống dám và đánh chống dính và nhám một mặt, nhám một bên, nên là cái phía bên này ấy, cái phía bên này là nó đã có cái phần này rồi đó. Rồi, ok. Tiếp theo thì nó sẽ là một con dao chặt gà vịt. Mã của sản phẩm này là CG03TDD các bác nhé. CG03TDD. Em quay các góc độ cho các bác nhìn nhá. Lưỡi dao thì nó sẽ dài vào khoảng là 22cm và chỉ rộng là 8cm thôi các bác nhá. Rộng khoảng 8cm đó. Đây, mặt này là mặt trơn. Đây là mẫu CG03TDD, thiết kế chuyên để chặt gà vịt, nặng khoảng 550g. Ok, bây giờ thì em đã giới thiệu xong tới các bác ba mẫu dao chống dính ở đây. Thì em có thấy là trong cái thời gian em bán hàng ấy, thì em thấy là các bác thường là hay muốn tư vấn mẫu ba dao. Đấy, thì là ba dao đấy thì sẽ gồm có một dao thái này, lọc này, một dao thái, một dao chuyên thái và một con dao chặt gà vịt. Bởi vì các bác nói là anh rất là ít khi chặt xương. Chặt xương thì thường là ra tiệm mua thì là người ta chặt luôn cho mình rồi, nên là rất ít khi mà dùng đến dao chặt xương. Vì vậy mà anh chỉ cần một cái con dao mà nó ba con dao mà trong đấy là có một con chuyên để lọc làm cá này, một con là để chuyên để anh dùng để thái thịt này, thái rau củ này, và một con là chuyên dùng để chặt gà vịt, như vậy là ok. Thì em có giới thiệu tới các bác ấy là ba mẫu dao như thế này.
thì các bác ấy khá là ưng ý, và sau khi sử dụng thì cảm thấy rất là hài lòng đó, thì còn giới thiệu cho người thân và bạn bè cùng mua. Nên là em sẽ hôm nay thì em sẽ giới thiệu tới mọi người cái bộ dao, ba mẫu dao ở đây gồm có một thái lọc này, một dao chuyên thái này và một dao chặt cà phê các bác nhé. Thì ngoài những cái bộ này ra thì các bác có thể kết hợp những bộ dao khác, những mẫu dao khác với nhau, có thể là chống dính hoặc là không chống dính với nhau cũng được. Thì để tư vấn thì các bác có thể để lại số điện thoại ở dưới bài đăng này giúp em nhé. Để lại số điện thoại dưới bài đăng này giúp em thì em sẽ gọi điện lại và tư vấn cho các bác luôn, tư vấn trực tiếp cho các bác. Hoặc là các bác có thể gọi điện thoại tới số là 0987240733, sẽ có các nhân viên bên em trực tổng đài, các bạn ấy sẽ tư vấn lại cho các bác làm sao mà để mình chọn những mẫu dao phù hợp nhất đó, mình sử dụng cái sản phẩm của mình cảm thấy là mình ưng ý, mình hài lòng, chứ không phải là mình lấy về xong mình không sử dụng được hoặc là không sử dụng đến thì nó cũng rất là lãng phí đó. Thì bây giờ thì em sẽ xin phép được kết thúc video tại đây, thì các bác nhớ bấm like và đăng ký kênh giúp em nhé. Cảm ơn các bác đã ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em. Chúc mọi người có những phút giây thư giãn thật thoải mái, hạnh phúc bên gia đình và bạn bè. Xin chào và hẹn gặp lại.